không? Các bạn đệ tử đi đánh với thầy ba. Dạ dạ. Cái xô quá đẹp. Đó, dạ dạ. Đẹp. Dạ dạ tứ đẹp ghê. Dạ dạ có cái xô đó. Thấy chưa? Nếu mà thằng Lành vào đòi đi. Đây là thầy bùa nha. Tao vào đi mẹ ông đi mẹ túm mày quăng đi còn được. Thầy bùa quấn ra lại thầy giỏ nha. Cái thằng Quyền á, chưa, còn Quyền đập gạch nữa nè. Sao ông Tuấn có nghiên cứu được chỗ nào chưa? Trong này đá không à. Gì hả? Đá với lại lô chân châu không à. Gì? Gì lên trên kia ha, lên chỗ đó đi. Cô chỗ này đặt đẹp ngon. Chỗ... chỗ này có gai thì không được không? Gai nhỉ? Ừ. Gai nhẹ đau lắm. Để con lưỡi coi thì hình đây. Thẳng này lên thôi. Anh em giao lưu thế này. Bây giờ giao lưu trước thế này. Là coi như là em nói với thầy em ba. Em quay chơi video clip em thôi. Em là hôm nay là sức còn yếu. Ừ. Nhưng mà đánh là sao mà cũng như là vừa đủ đau được rồi. Rồi. Đừng có đánh mạnh tay. Rồi. Mạnh là bây giờ thằng Kiệt quản bá đi. Cũng như ừ. Giới thiệu là anh Ba Hưng là võ sư. À, không, giới thiệu vậy đi. Không giới thiệu, không nói gì hết. Không phải giới thiệu mới đâu có. Rồi, ở đây mời xin chào tất cả anh em. Hôm nay là mà đâu mình giới thiệu cho một thầy thầy sai võ thần Quyền. Thần Quyền. Thần Quyền đánh với lại võ Đặc Công võ nha. Đặc Công. À, thầy Phá và thầy Ba Hưng. Hai thầy sẽ đấu với nhau ngày hôm nay. Quất. Mà đừng có đá vào giái nhá. Đá vào giái là chết. Ê, ông đứng góc kia ông quay vô có gì mà hút tôi xin cái video của ông nữa. Nó bị ấy, ông xin. Mà đánh vừa sẽ tay rồi chứ đừng có mạnh. Không dính đâu, cứ đứng quay đi. Đứng bên đó đi quay đi, đâu sao, đâu dính, đâu có sao đâu. Không dính không có sao. Má khoảng 12% à. Rồi, 1 2 3 lấy xanh. Mày phải quản bá. Quản bá rồi. Mới quảng bá rồi. Mày cứ giới thiệu hẳn thôi. Cứ nói là anh thầy Ba Hưng là ở xứ nào tới đây. Gì hả? Là đấu võ với thầy Phá. Lê Văn Phá. Khó khăn thật chà. Thầy Lê Văn Phá là coi như là thôi không cần đâu. Là coi như là võ thần Quyền. Rồi. Rồi. Đây là thầy Ba Hưng đến từ Sài Gòn, là thầy quýnh võ thần Quyền. Đây là hình xăm của thầy. Tướng rất là bè nha, mà thầy đã 68 tuổi. Còn bên đây là thầy Lê Văn Phá là 61 tuổi. 61 tuổi võ Đặc Công. Đó. Bây giờ hai người sẽ thử thách đấu võ với nhau nha. Vậy thôi. Thầy có đọc bùa không? Thầy đọc bùa đi. Bùa cái gì? Đánh không lại ông bị ông to quá. Mới tóc đen nha các bạn nha. Mới bệnh vậy mà sao đánh lại ông? Cao cũng không chênh lệch nhau một chút. Chạy không vậy? Yếu lắm, đeo lại hay là lần sau cho ông khỏe khỏe à, thì thử cái múa dài chiêu coi. Múa dài chiêu thầy ổng đâu quýnh mạnh đâu mà sợ. Yếu lắm đánh không được. Không sao? Đâu quýnh mạnh đâu sợ thử đi. Bây giờ mà có đánh không đánh được không? Ờ, yếu lắm. Nhưng mà thử dài chiêu đi. Mà nhìn cái chân này. Đó, ông bệnh mới vậy. Thử dài chiêu đi. Phải chiêu đi. Có giỏi không? Hôm nay có ăn được 2 chén cơm. Lỡ chạy vô tới đây rồi, thử dài chiêu một phút thôi. Thử dài nhát coi. Không đánh được. Đó, không. Thử dài nhát coi. Trời ơi, ông mới bệnh dày thôi. Bệnh dày không đánh được. Nhưng mà thử dài nhát coi được không? Tuần sau, mà xuống đây nữa. Có gì tuần sau hay là trời ơi, công chạy vô đây cái xong luôn. Nhưng bây giờ không đánh được. Dài chiêu nữa coi sao? Không đánh được. Đó, ông yếu vậy được sao? Ông mạnh thì mẹ giờ tao yếu mà tao đâu có chống cự nổi. Trời ơi, thì thầy thử dài chiêu coi. Tao chỉ có né mới chạy thôi chứ đánh không lại không. Cái này đốn giờ. Không phải. Đây, tao nói mình có tin đâu. Để coi cho ông, để coi ông mạnh ông yếu sao nè. Rồi cầm cây đi. Đẩy thử. Để coi cái lực ông sao, đẩy cây. Đẩy lại được đâu. Đẩy. Thật tình đi. Thật tình coi. Ông yếu rồi. Đúng, đẩy cây. Sáng nay mới ăn được 2 chén cơm rồi đấy. Ông bệnh mới vậy mà. Ờ, vô cái thầy. Chín người. Tại cây này á là nó nhỏ nhỏ, ông má cái cây tre đó là thử luôn á, thử quay luôn á. Không, là cái này nó nhọn lắm không được đâu. Không, cái tre tuần sau xuống nha, lấy à. Cái tre tuần quay. Nhưng mà không biết không. Bây giờ kêu, không kêu, ông không sao. Kêu thằng Thách lại, mà đừng có xỉn nha. Không xỉn. Đâu, nó, mày để kèm cho vậy. À, coi ông Tuấn này đẩy phụ nè, cũng được, có sao đâu. Đâu. Tuấn nó đẩy cái thường thôi. Hai người đẩy. À. Không, Tuấn lại đẩy phụ đây. Thách lại là cầm vậy nè. Ờ, đúng rồi. Còn chú ba nè. Dơ. Hay này dơ lắm. Không phải cái tre cơ. Ờ, đúng rồi, nhưng mà nè. Thử. Bất dân. Yêu sức đâu mà đánh. Thử. Ta luyện võ một chút coi. Không, sức yếu không đánh được đâu. Thử đi. Ừ. Nếu mà ông lùi là ông yếu rồi. Thử coi. Không được mà. Thử coi. Hai ba. Không được rồi, ông yếu quá.
Ừ, mới đúng được. Mà làm sao mà chơi nổi. Không, không. Trời ơi, ừ, chán thế. Đi từ đấy thì cái thế thằng lù lẻ nhưng mà giờ yếu quá sẽ được. Không gì cái chân nó chưa lặn hết đây này. Lúc nãy á, lúc nãy gì cho anh chuyện nha. Lúc nãy mà ông mà không lùi á là đạp vô bụng cái đầu tiên hết. Phải không? Người ta biết chứ, đeo mày ông tấn công người ta đã lùi rồi, người ta biết rồi. Đó, ta biết. Bất kỳ một cái rồi vậy. Mày vừa mới nói á, nói chứ ông thủ sao? Ông có nghề mà. Trời, tôi nhìn thấy ông đi như thế nào là tôi biết ông đánh võ như thế nào luôn ấy. Đó. Chứ không muốn một tay đâu, đạp chung chung. Khi lúc tôi đứng này, tôi thấy ông tấn công tôi là tôi biết ông là đánh kiểu gì rồi. Đó. Cho nên là tôi lùi liền. Tôi thấy ông mạnh, ông tính là sông phi đá thôi luôn ấy. Đó. Đó, đó, đúng rồi đó. Biết đấy. Chứ không phải muốn mà cái đầu tay đâu. Đầu chân. Cho nên tôi lùi lẹ. Đó thầy, thầy tưởng muốn dạy chiêu chiêu thử coi ấy, cho coi ấy. Trời ơi, có quýnh không khí đi. Còn bây giờ sao cho đùa thôi. Cho ông phá ông khỏe ra, ông mới bình lên không? Không, thầy múa không á. Đâu phải là thầy múa võ không á. Giống như đây cái này cái bằng chứng cho mày thấy còn gì nữa. Đấy. Cái đùa bây giờ đâu. Đây. Thì sao mà không nói mẹ thì rồi. Tao đã nói ở nhà, tao đã nói ở tròi, tao nói là tao bệnh mới khỏi. Đúng rồi. Không được rồi. Trời ơi, chú cháu còn gặp nhau mà kia này. Mất thời gian. Biết còn gặp là... rồi. Mà lỡ chạy vô đây hao xăng nữa. Nhưng mà bây giờ tao đâu có cự được ông ấy, ông mạnh mà tao. Giờ chạy vô đây hao xăng không kiếm chắc được gì. Đẩy cây là biết liền. Mày thấy con người người ta đi mẹ còn đi siêu này. Cái lực không đẩy biết rồi, yếu hả? Thì bây giờ sáng này tao có ăn hai chén cơ mới xong chịu nổi. Ừ, thầy khỏe ghê không? Hai chén chút thầy, thầy gồng lên cái con coi cái bo thầy đó cái coi thầy gồng lên coi cái bo thầy không? Ông này đi ông mạnh quá đi. Thấy ghê không? Thấy chưa? Ông này lực tiếp hồng không? Cái ngực của thầy ông lực ông to tiếp luôn á. Rồi cứng không? Tao người này tao mày chút xíu mà sao cứng ngắc mẹ mới bệnh dậy mà chưa thanh niên cái mà đánh ông cứng này không bằng. Nhưng mà cái thế võ của ông cứng ngắc à? Ui cái tay võ của ông biết chưa là tôi biết à, bụng cứng ngắc thầy thầy thôi đó coi bụng không bụng cứng ngắc là ghê không quá ghê mà cái bụng không cứng kêu ổng bằng sư phụ rồi không quá dữ rồi làm sao mà dám để cái chè vô thì bởi vậy bụng cứng ngắc à không bụng cứng ngắc là ghê nè, cứng ngắc cái cục cái gì này cứng ngắc vậy thầy mẹ thằng mới bệnh vậy mà đi đâu với con voi đợi cho hết bệnh cái này cái cục đó cục gì mà cứng vậy thầy ai biết cái cục gì cứng ngắc vậy khiếp mẹ không biết rác mà nó còn lột cả da chân mới khỏi bệnh mới bệnh dậy rồi sáng nay có ăn hai chén cơm con ở nhà kiểu kiệt kêu ăn nữa mới không ăn được rồi thấy ông quay trong kia được rồi đã công vậy sao cái này làm mà sao ông mặc qua người sướng đó cái đợt quay phim đó thằng đợt quay cái đợt quay phim đệ tử ông cái đợt quay phim đó là mạnh nhớ cái đợt quay phim ra võ rất mạnh mạnh lắm à thấy là chưa có rượu uống vài ly vô ông bậy à uống nhiều cái lần cái lần đó là cháu Kiệt là vô trong nhà ông Phát vô trong nhà phá quay ở trong nhà có luôn cái cảnh thì quay ở phòng trọ coi hết nữa coi hết luôn mà không có nói bây giờ mới nói ra luôn coi hết á thôi sau đây là cái kết quá buồn thầy này thầy phá đã không chịu nổi thầy bùa ra đi mẹ mới bệnh ông mới bệnh đúng không mà nhìn cái chân ông ghê quá bây giờ nó còn ngứa này cái dấu da cái đỏ kìa. Ngồi để cho nó chuyện chơi chút xíu đi. Ông có xạo lắm. Rồi nên nó chuyện ngồi trong mát nè. Tôi gầy luôn. Nó chuyện chơi thôi. Ba ơn à, bữa nay tôi gầy á. Võ công mà có giỏi coi nào mà một bên lực 5 bên cái lực 10. Cái thằng 5 làm lại. Đúng. Mẹ mới bệnh dậy mà mẹ chưa khỏi hẳn. Chỉ vậy nè. 8 10 9 10. Mà cái thằng 8 cái sức của 8 mà cái võ nó công mà nó giỏi, cái thằng mạnh 10 vẫn thua. Còn cái thằng võ công 10 nhưng mà lực mày có 5 mày bình có 5 thì cái thằng kia tuy là võ công yếu hơn chút mà nó mạnh, đúng mà cái là cái thằng bị bệnh đó. Cái thể lực cái nội công á, nội lực á có 5 phần cho kiểu làm không có lại. Thấy không? Thế là giống đỡ yếu quá đỡ không có nổi. Con mát à thầy, con mát. Đó, ông khôn ta, ông lùi. Ông không lùi tôi nè. Đặt thẳng như vô bụng. Cái người thầy cứng, ông tấn công tôi là tôi lùi lẹ là ông biết rồi. Mà tôi biết còn biết cái thế ông muốn đánh như thế nào nữa. Đạp ông cũng té thì nó tấn công bằng tay. Bây giờ ông đã kể là ông đang muốn đá vào bụng và ông kể ông này muốn đánh ông cái thế nào. Tôi muốn ông.
thời thời đang đúng không, xem là hai bên đoán tay nếu đánh lộn hay bắt con với hay là ổng.